đại ca của Trọng Hải rốt cuộc cũng chết trong tay tao. Mày nhìn cái gì nữa? Em thả anh ra đi Minh, sẽ chết người đó Minh. Thả? Khó khăn lắm em mới bắt được nó. Khi nó thả sao được, em đâu có ngu. Em nói cái gì vậy Minh? Chị đủ rồi. Trọng, ngoài nó ra trong lòng chị còn có ai nữa? Chẳng lẽ chị không quan tâm tới em hả? Sao em nói vậy được Minh? Bây giờ em cứ thả Trọng ra trước đi, rồi em muốn gì cũng được Minh. Chị không hiểu hay là cố tình không hiểu tình cảm của em dành cho chị vậy? Cái thằng này nè, nó gan lắm, dám chen vào giữa hai chị em chết là đáng. Em bị điên hả? Đi. Đúng, tôi yêu chị nên mới điên đó. Không có ai có thể cản trở được tình cảm chị em, kể cả chị. Buông ra. Nhìn đi, những đứa không có mắt xen vào chuyện tình cảm của chị em sẽ có kết cục như thế nào. Không, không, không. Đừng mà. Sao nữa? Đừng mà, một chị nữa. Đừng hả? Em nói cho chị biết, ngày hôm nay ngoài em với chị ra không ai được phép sống sót ra khỏi chỗ này. Đánh mạnh lên. Đừng mà. Đánh mạnh lên. Đừng mà. Trọng! Tụi bay làm gì vậy? Đứng lên! Đủ ăn hại này! Ma! Con! Một chị ra! Quay! 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 Trọng! Trọng! Anh có sao không? Dạ? Dạ? Em bị sao vậy? Chuyện ngày hôm nay ta sẽ tính rõ với mày sau. Cái lũ ăn hại này! Sao vậy? Em xin lỗi, tụi nó đông quá, tụi em lấy không lại. Không sao đâu, mà anh em đâu hết rồi. Hả? Sao còn mình mày vậy? Lên tụi bay.
Ủa, anh tỉnh rồi hả? Ê, anh làm tôi sợ còn chết luôn á. Sao tự nhiên nghĩ quẩn vậy trời? Đọc số tài khoản cho tôi đi. 1900 7304 5762. Ok, bây giờ tôi phải về rồi. Ông nội tôi bị bệnh. Mà nè, tôi không biết là chuyện anh gặp là chuyện gì, nhưng mà hả, tôi nghĩ 99% sự việc không giải quyết được là đều vì tiền hết. Tôi giải quyết giùm anh rồi, lần sau đừng vậy nữa nha. Tôi đi về đó. Ê, ê, ê. Nhưng mà rất tiếc cho cô, tôi là 1% còn lại, nên lòng tốt của cô không được ghi nhận rồi. Nếu như có duyên gặp lại, tôi sẽ trả đủ. Em tỉnh rồi hả? Em có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Thì ra người lúc trước tôi cứu là anh hả? Em nhớ thì tốt rồi. Vậy thì anh có thể yên tâm đi xử lý một mình. Ông nội. Sao vậy? Ông nội chắc chắn nó gặp nguy hiểm. Mình nó sống tha cho ông đâu. Quay tới 4 giờ sáng cảm giác như thế nào chị? Ủa? Không quay đâu, tới 4 giờ sáng đâu, tới 3 giờ 3 giờ 54, 55 phút già, không có tới 4 giờ sáng. Khỏe lắm. Đi về nhà ngủ cũng ngon. Đặt tôi xuống cái đồng hồ đang tỉnh dậy thì tôi quay tiếp. Thế nào sốt không? Về. Hiện đại đoàn đang làm việc, hai anh ngồi đây làm gì? Không phải là sau khi kết thúc vài trận chiến và phát tờ rơi thì mình ngồi đây mình chụp chờ để coi có cần quần chúng là mình bay vô một kiếp 50 ngàn. Thì đó, nói chung là phát tờ rơi tranh thủ thì trận chiến là trầm có một khu mà khu nó rộng lắm, nên là chỉ cần chơi được trận chiến là phát tờ rơi được hết khu đó. Giờ còn sức quay tiếp không giờ không? Còn. Giờ tới tại em là ở Biển Ngược. Nói chung là cứ tầm 7-8 giờ tối trở đi là bắt đầu có muốn quay cho đến sáng luôn. Bởi lúc như từ sáng cho đến trưa là nó sẽ là cái khoảng thời gian để quay. Bây giờ vẫn có thể chơi được từ đây đến sáng và sau đó dần. Nhưng mà tiếc quá hôm nay không được quay. Hôm nay là giờ sớm.